Sa Hoa ngữ đọ sắc chan chát trên bìa tạp chí tháng 9, Nhật Ba hóa nàng thơ. Trong tháng 9, địch lệ Nhật Ba đảm nhận vai trò gương mặt trang bìa cho tạp chí Thụy Lê. Với màn tái xuất lần này, mỹ nhân Tân Cương hóa thân thành một nàng thơ đầy e ấp và bẽn lẽn. Các góc chụp cận diễn tả thần thái đỉnh cao, truyền tải thông điệp về tinh thần tự do và phóng khoáng. Mọi xuất hình là cuộc chạy đua về màu sắc, ở đó các họa tiết thiên nhiên nổi bật trên gam cổ điển. Thứ hai, Dương Mịch. Mới đây, tạp chí Trend Health chính thức công bố bộ ảnh của Dương Mịch chụp cho số mới, vẫn giữ phong độ nữ diễn viên cùng tỏa tâm ngọc, một lần nữa đưa dân tình chìm đắm trong bữa tiệc visual. Dương Mịch hóa thân vào một thiếu nữ đôi mươi, gương mặt đầy u sầu. Tạo hình của cô nàng được đánh giá vô cùng trẻ trung và thanh lịch, mái tóc nhuộm xanh. Tuy có chút lười biếng nhưng vẫn rất quyến rũ và gợi cảm. Lộc Hàm. Khác với hình ảnh trai hư thường gặp, Lộc Hàm trên tạp chí mang đến màu sắc ngọt ngào và lối trang điểm đậm và màu tóc nổi bật. Ánh mắt của anh chàng này dường như cuốn hút người xem vào thế giới đầy nội tâm với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bên cạnh đó, phong cách thời trang đơn giản nhưng không kém phần thời thượng khiến nhiều fan hâm mộ đánh giá đây là bộ ảnh đỉnh nhất từ trước tới nay của Lộc Hàm. Đặng Luân. Đặng Luân trở thành một chàng trai quốc dân đầy lạnh lùng và lãng du. Tuy chỉ là góc chụp nghiêng nhưng nam thần họ Đặng cũng khiến fan girl say như điều đổ bởi phong thái lịch lãm điển trai. Xét đầu trắng làm nhiều người liên tưởng đến Bạch Mã Hoàng Tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.